Xin chào các em, cô tên là cô Việt Anh. Cô rất là vui khi được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay với bài học Unit 7, Saving Energy, gồm 4 phần: Getting Started, Listen and Read, Speak and Listen. Bài giảng hôm nay của cô dành cho những em học sinh lớp 9 hiện đang học sách giáo khoa chương trình hệ 7 năm. Nào, các em hãy cùng lấy sách giáo khoa, vở ghi và bút để chúng ta bắt đầu bài học nhé. Now, open your textbook, page 57. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 57. I have two pictures. Now look at the pictures and tell me what you can see in the pictures. Các em hãy nhìn cho cô hai bức tranh và cho cô biết các em nhìn thấy gì nào. In the picture one, the faucets are running so much. Ở bức tranh thứ nhất, có hai vòi nước đang chảy rất là khỏe phải không? Number two, the lights, the TV and the radio are turned on. In the picture two, các bóng đèn đều được bật sáng. TV mở và đài thì bật. Vậy với tình huống ở trong hai bức tranh thì các em liên tưởng đến chủ đề bài hôm nay là gì? Okay, that's saving energy. Đó chính là saving energy, tiết kiệm năng lượng. Now look at the picture again and make a list you could do to save energy. Các em hãy quan sát lại bức tranh và cho cô biết chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng với tình huống này. Cô sẽ cho các em một số gợi ý nhé. Number one, turn off the faucets when we don't use the water. Chúng ta sẽ tắt các vòi nước khi mà chúng ta không sử dụng nước. Number two, shut off the lights before going out or going to bed. Chúng ta sẽ tắt các bóng đèn trước khi chúng ta đi ra ngoài hoặc là chúng ta đi ngủ. Number three, turn off the TV or the radio when we don't watch or listen. Chúng ta sẽ tắt TV và tắt đài khi mà chúng ta không xem và chúng ta không nghe. Now, let's start with part two, listen and read. First of all, I will give you some new words. Trước tiên, cô sẽ cung cấp cho chúng ta một số các từ mới liên quan đến chủ đề của bài nhé. In each vocab, in each new words, you have to listen twice. The first one, you only listen. And the second one, you listen and repeat. Các em sẽ được nghe hai lần mỗi từ. Lần thứ nhất, các em chỉ nghe và nhận âm thôi. Lần thứ hai, các em sẽ nghe và nhắc lại. Crack. Crack. Các em có biết nghĩa của từ này là gì không? Okay, vết nứt or vết dạng. Number two. The meaning is nhỏ giọt or rỉ nước. Number three. Faucet. Faucet. Các em lưu ý, từ này có hai cách đọc. Faucet or faucet. That is okay. The meaning is vòi nước. Number four. Pipe. Pipe. Các em lưu ý cho cô âm cuối của từ này nhé. The meaning is ống nước. Plumber. Plumber. Các em lưu ý cách phát âm của từ này cho cô. Chúng ta có âm b là âm câm. Chính vậy chúng ta chỉ đọc là plumber, not plumber. The meaning is thợ sửa ống nước. Number six.
Suggest. Suggest. Okay. The meaning is đề nghị, gợi ý. Như vậy cô vừa cung cấp cho các em 6 từ mới có liên quan ở trong phần nội dung số 2. I have a picture you can see on my screen. This is Ha and this is me. Mrs. Ha is taking maybe a water bill on her hand. What do you think what they are talking about? Các em có biết là hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau về cái gì không? À, có lẽ họ đang nói chuyện với nhau về cái hóa đơn tiền nước ở trên tay của cô Hà và cách tiết kiệm năng lượng. Sau đây chúng ta sẽ xem một video clip của cô. What's the matter, Mrs. Ha? I'm worried about my most recent water bill. It's enormous. Let me see. 200,000 dong? You should reduce the amount of water your family uses. How do I do that? First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes. I'll do that. Baths use twice as much water as showers, so I suggest taking showers. And remember to turn off the faucets. A dripping faucet can waste 500 liters of water a month. I see. Thank you. Các em có thấy nội dung của bài hội thoại rất là quen thuộc không? À, rất là quen thuộc, bởi đó chính là bài hội thoại ở trong sách giáo khoa trang 57. After watching the video clip, you can do two tasks. Number one, practice the dialogue with a partner. Ở trong nhiệm vụ đầu tiên, các em hãy luyện đọc bài hội thoại cùng với bạn của mình. Vậy, nhiệm vụ thứ nhất cô giáo sẽ giao các em luyện đọc ở nhà hoặc sau bài học này nhé. Task 2, true or false, then correct the false statement. Với nội dung của phần B, các em sẽ điền đúng hay sai và sau đó thì các em sẽ sửa những câu sai. Now, we have 5 statements. Number 1, Mrs. Ha is worried about her water bill. This is an example. It is true. Cô Hà thì đang rất là lo lắng về cái hóa đơn tiền nước. Now, let's start with number 2. Mrs. Mi gave Mrs. Ha advice on how to save water. Cô Mi thì đưa cho cô Hà lời khuyên về cách tiết kiệm nước. Thế vậy muốn điền true or false thì chúng ta sẽ quay lại tìm dữ liệu ở trong bài. Chúng ta có câu nói của cô Mi: You should reduce the amount of water your family uses. Chúng ta có hai từ chìa khóa: should reduce water. So that is true. Number 3. Mrs. Ha had checked the pipes in her house and found no cracks. Chúng ta lại tiếp tục tìm dữ liệu ở trong bài nhé. Mrs. Ha, how do I do that? Cô Hà có nói là tôi sẽ làm thế nào bây giờ nhỉ? Như vậy cô Hà chưa hề kiểm tra ống nước hay chưa hề làm cái gì cả. Vậy, it is four. Number four. Và chúng ta lưu ý câu 3, chúng ta sẽ sửa cho cô thành Mrs. Ha hasn't checked the pipes in her house. Number 4, Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipe. Chúng ta lại tiếp tục tìm dữ liệu ở trong bài hội thoại. Cô Mi có nói, first of all, get a plumber to make sure there is no cracks in the pipe. Cô Mi có nói với cô Hà là nhờ một thợ sửa ống nước để kiểm tra xem là những cái ống nước ấy có vết nứt hay không, vết dạn hay không. So, it is four. Vậy, chúng ta sẽ sửa như sau. Mrs. Hà suggests getting a plumber to check cracks in the pipes. Number 5. Mrs. Mi suggests taking showers
to save world. Chúng ta tiếp tục tìm dữ liệu ở trong bài. Cô My có nói, I suggest taking shower. Tôi gợi ý là nhà bà lên tắm bằng vòi sen. Okay. Đấy là một cách để tiết kiệm nước. That is true. Như vậy, chúng ta vừa mới hoàn thành hai nhiệm vụ của phần 2 rồi đấy. Chúng ta hãy chuyển sang nội dung thứ 3 nhé. Trước khi vào nội dung phần thứ 3, các em quan sát lại cho cô bức tranh. Now look at the picture again. Và chúng ta thấy cô My có sử dụng, có nói một câu với cô Hà là I suggest taking showers. Tôi gợi ý là nhà bà lên sử dụng vòi sen. Thì ở trong cấu trúc này, cô My có sử dụng, đó là I suggest cộng với verb in. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc này khi đề nghị hoặc là đề nghị hoặc gợi ý ai đó làm việc gì. Để tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc này, chúng ta sẽ đi tiếp vào sang phần thứ 3. Speak. Ở trong nội dung này, cô sẽ giới thiệu với các em hai phần. Phần thứ nhất, suggestions. Đây là các cách đưa ra gợi ý và đề nghị. Thứ hai là responses. Đây là các cách trả lời. Ở phần cách đưa ra gợi ý, we have 7. The first one, I suggest, cộng với verb in. Number 2, I think we should, verb infinitive. Number 3, shall we, verb infinitive. Number 4, why don't we, verb infinitive. Number 5, how about, verb in. Number 6, what about, verb in. And the last one, number 7, let's, verb infinitive. Ở trong đây chúng ta lưu ý là chỉ có hai dạng của động từ thôi, đó là verb in và verb infinitive. Ở trong cách trả lời, cô sẽ giới thiệu với các bạn 6 cách trả lời. Number 1, okay. Number 2, that's a good idea. Number 3, all right. Number 4, no, I don't want to. Number 5, I prefer to. And the last one, number 6, less. Chúng ta hãy lưu ý những cấu trúc này để làm hai nhiệm vụ tiếp theo. Now, look at part A. Look at the expression in the table and pictures. Make suggestions about how to save energy. For example, picture A. Cô sẽ làm với ví dụ của bức tranh A. Chúng ta quan sát bức tranh thì chúng ta thấy là đây một cái vòi nước đang chảy rất là lãng phí, phải không ạ? Cô sẽ cho các em hai từ gợi ý: turn off, tắt, faucet. Sau đấy chúng ta sẽ dùng các cấu trúc cô vừa giới thiệu ở trên để viết thành các câu đề nghị. Number 1, I suggest turning off the faucets. Number 2, I think we should turn off the faucets. Tương tự như vậy, cô có thể dùng các cấu trúc cô đã giới thiệu ở trên. Rất là dễ. Các em chỉ chú ý cho cô cách sử dụng khi nào thì chúng ta dùng turning, khi nào thì chúng ta dùng turn. Chúng ta sẽ quan sát các bức tranh còn lại của cô. I have 7 pictures left. Picture B. Cô sẽ cho các em các từ gợi ý để các em có thể về nhà, để sau buổi học ngày hôm nay thì các em có thể viết. Đây chỉ là các từ gợi ý của cô thôi. Thế còn các em có thể có những ý tưởng khác. Picture B, turn down gas fire, turn down giảm. Picture C, switch off fan, switch off, the same meaning with turn off. Picture D, turn off air conditioner. Picture E, turn off television lights. Picture F, turn off faucet. Picture G, use bicycle. And the last one, travel by bus. Chúng ta lưu ý, các em có thể ghi lại những từ này để chúng ta sẽ viết sau khi buổi học xong. Chúng ta sẽ chuyển sang phần nhiệm vụ thứ hai. Work in group of four. Work out an action plan to save energy for your class.
the expression and idea in section A may help you. Các em sẽ làm việc theo nhóm 4. Các em sẽ lập ra kế hoạch làm thế nào để tiết kiệm năng lượng cho lớp học của mình. Những cái cụm từ về những cái cấu trúc về gợi ý và đề nghị cách trả lời ở phần A sẽ giúp các em. For example, ví dụ, bạn A đã dùng một cấu trúc I think we should take a shower instead of a bus to save energy. Bạn ấy nói là tớ nghĩ là chúng ta nên tắm vòi sen thay vì việc tắm thông thường để tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng. Thế bạn B đã dùng cái cấu trúc ở cột trả lời. Bạn nói rằng that's a good idea, ý kiến hay đấy. C, bạn lại tiếp tục dùng cấu trúc how about making poster on energy saving and hanging them around our school. Còn về việc chúng ta sẽ làm các tấm áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo nó xung quanh trường được không? Và bạn D trả lời là great, let's do that. Chúng ta hãy làm như thế đi. Thế thì ở cái phần này cũng là một phần speaking, phần nói. Tuy nhiên chúng ta không có bạn ở khi mà chúng ta đang ngồi học. Vậy cái nội dung này lát nữa cô giáo sẽ giao chúng ta về nhà. Let's start with part 4, listen. That's one. Listen to the news on solar energy and tick 2D or 4F. Correct the 4 statements. Chúng ta lưu ý bài nghe của chúng ta về chủ điểm gì nào? Đấy chính là solar energy, về một loại năng lượng, đó là năng lượng mặt trời. Now, look at part A. I have five sentences. Now, number one, solar energy can be cheap or clean. Năng lượng mặt trời thì có thể rẻ và sạch sẽ. Number two, most of our electricity now comes from nuclear power. Ở đây có xuất hiện một từ mới và cô đã gạch chân, nuclear power. Đó chính là năng lượng nguyên tử. Number three, the solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world population. Ở trong đây cũng xuất hiện một từ mới, đó là từ provide, cung cấp. Number four, solar energy can be used on cloudy days. Năng lượng mặt trời thì có thể sử dụng được trong cả những ngày có nhiều mây nữa. Number five, all buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. Ở trong đây chúng ta thấy xuất hiện một tên riêng, Sweden, đó là Thụy Điển. Sau khi chúng ta hiểu rõ được nội dung của 5 câu rồi thì các em có thể đoán một chút là những câu nào đúng và sai. Sau đây các em sẽ nghe và tick true or false. Clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil, or nuclear power. This power could be provided by the sun. 1% of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house, and the sun's energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days. So, on cloudy days, you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy, and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. Now we will start with number one. Solar energy can be cheap and clean. Now listen.
source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. Chúng ta thấy xuất hiện các từ khóa như cô đã gạch chân. Cheap, clean, solar energy from the sun. So, the answer is true. Number two, most of our electricity now comes from nuclear power. Now listen. Most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil, or nuclear power. Okay, chúng ta có các từ chìa khóa sau: coal, gas, oil, or nuclear power. So the answer is four. Now, can you correct it? Chúng ta sẽ sửa cho cô từ nuclear power thành cụm từ chìa khóa coal, gas, oil, or nuclear power. Number three, the solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world population. Now listen again. The solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population. Chúng ta có các từ chìa khóa sau: 1% of the solar energy, 1% của năng lượng mặt trời, và enough, đủ, total population. So the answer is 4. Chúng ta sẽ sửa như sau: đủ thì chúng ta sẽ sửa, ở đây người ta nói rằng là không đủ để cung cấp, vậy chúng ta sẽ sửa không đủ thành đủ. Number four, solar energy can be used on cloudy day. Năng lượng mặt trời thì có thể được sử dụng trong những ngày nhiều mây. Now listen again. You can use solar energy too. Chúng ta có hai cụm từ chìa khóa: cloudy days, những ngày nhiều mây, và use solar energy. So, the answer is true. Number five, all buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. Now listen again. Solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy, and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. Okay, chúng ta nhìn thấy ba cụm từ chìa khóa: Sweden, Thụy Điển, all buildings, và 2015. So you can look at it, 15 or 50. So the correct answer is 4, and can we correct it? 2050 turn into 2015. Như vậy, cô và các em vừa hoàn thành xong phần A, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung B. Listen again and fill in each blank with one word you hear. We have 6 sentences. 6 words, 6 blanks. Okay. Now, chúng ta hãy cùng ôn lại các từ ở trong ô nhé. Countries, từ này là một danh từ số nhiều, có nghĩa là các quốc gia. Pollution, đây là một danh từ không đếm được, có nghĩa là sự ô nhiễm. Instead, chúng ta biết rồi, instead thì thường được đi với giới từ of. Roof là danh từ số ít, có nghĩa là mái nhà. Number 5, store. Chúng ta có hai loại từ với từ này. Store nếu là danh từ có nghĩa là cửa hàng, còn nếu là động từ thì có nghĩa là tích trữ. Nhưng trong nội dung bài ngày hôm nay thì nó có nghĩa là tích trữ và là động từ.
The last one, effective. Đây là một tính từ có nghĩa là hiệu quả. Vậy trước khi nghe, chúng ta hãy quan sát cho cô các câu và chúng ta có thể dựa vào từ loại để đoán xem là chúng ta sẽ điền những từ nào vào câu nào. For example, number one, the sun can be a source of power. Ở đây chúng ta có thể dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là với từ ẩn, chúng ta sẽ điền một từ bắt đầu bằng một nguyên âm. Như vậy chúng ta chỉ có một từ bắt đầu bằng một nguyên âm, đó là từ effective. Hoặc chúng ta có thể dựa vào từ thứ hai, source of power. Đây là một danh từ, vậy trước danh từ chúng ta sẽ dùng một tính từ. Và trong 6 từ của cô ở trên bảng thì duy nhất chỉ có từ effective, đó là tính từ. Number 2, solar energy doesn't cause. Năng lượng mặt trời thì không gây lên. Ở chỗ này chúng ta sẽ dùng một danh từ. Ở đây cô có một số các danh từ như country, pollution, roof. Vậy các em có thể chọn một trong ba từ đó để điền vào. Number 4, it is possible to solar energy for a number of days. Chúng ta có từ to, vậy sau to chúng ta sẽ dùng một động từ. Number 5, solar panels are installed on the of a house to receive the energy from the sun. Chúng ta có từ the, vậy chúng ta sẽ chọn một danh từ. Number 6, we can save natural resources by using solar energy of coal, gas and oil. Okay, now you listen and fill in each blank with one word you hear. Now let's start. Clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil, or nuclear power. This power could be provided by the sun. 1% of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house, and the sun's energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days, you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy, and cars will use solar power instead of gas by the year 2000. Now, let's check. Number one. Okay, effective. Number two. Pollution. Number three. Countries. Number four. Store. Number five. Okay, roof. And the last one, instead. Như vậy cô trò mình vừa hoàn thành xong hai nhiệm vụ của phần listen rồi đấy. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, cô đã cung cấp cho các em các từ mới có liên quan đến chủ đề saving energy, tiết kiệm năng lượng. Cô cũng đã cung cấp cho các em các cấu trúc câu dùng để đề nghị và gợi ý cho ai đó làm gì và các cách trả lời. Và chúng ta cũng đã hoàn thành các bài tập của phần 2, Listen and Read, và phần 4, Listen. Sau đây cô sẽ giao bài về nhà cho các em. Thứ nhất, learn the vocabulary, the suggestions and responses by heart. Các em hãy học thuộc lòng cho cô các từ mới và những cụm từ, những cái cấu trúc mà cô đã hướng dẫn ở trên, cách trả lời. Number 2, complete part 2, speak A and B. Chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cho cô phần A và phần B như cô đã hướng dẫn ở trong nội dung của bài. Number 3, prepare part, read, write,
language focus for the next lesson. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô ba nội dung tiếp theo, đó là phần read, phần write và phần language focus để chúng ta phục vụ cho bài học sau. Buổi dạy hôm nay của cô đã kết thúc rồi. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo nhé. Goodbye. See you later.